Tập 398. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải. Trong các bạn đồng học, mấy người tin thật, mấy người thực hành? Quý vị nói họ không tin, họ rất tin tưởng. Quý vị nói họ không tin, họ đối với thế gian này còn lưu luyến, nhất định họ không buông bỏ được. Đây chính là khó trong các điều khó. Từ những điều này chúng ta có thể lãnh hội được thiện căn chúng ta thâm hậu hơn họ. Thiện căn đời trước họ không bằng chúng ta, mới có hiện tượng này, chứng tỏ có thể tin Tịnh Độ, thật sự là điều khó trong tất cả điều khó của thế gian, là thật không giả chút nào. Không phải mỗi ông bà cụ ở nông thôn đều có thể giảng sanh. Cũng là trong ngàn vạn người được một người. Đây là trong quá khứ từng tu học pháp môn này, công phu đều không tệ. Khi lâm mạng chung, chỉ sai một niệm không được vạn sanh. Một niệm sai lệch này chính là tình chấp khó đoạn, không nỡ từ bỏ gia thân quyến thuộc. Chỉ cần có niệm này khởi lên, Phật A Di Đà đã ra đi, không tiếp dẫn quý vị. Người tu Tịnh Độ phải chú ý đến điều này. Lúc nào buông bỏ? Bình thường rất lãnh đạm, khi lâm chung không sợ hãi. Bình thường tình chấp rất nặng, khi lâm chung không bảo đảm. Có yêu thương người nhà chăng? Rất yêu. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là thật sự yêu thương. Tạm thời buông bỏ thân tình, đến thế giới Cực Lạc, gia thân quyến thuộc của quý vị, bất luận luân lạc trong đường nào, quý vị đều thấy rất rõ ràng. Khi nào họ được độ, nhân duyên thành thuộc, thì quý vị đến giúp họ. Được độ nhân duyên thành thuộc, chân tịnh, chân nguyện và thật sự buông bỏ, chính là ba điều kiện này. Thiếu một trong ba điều kiện này đều không được. Nên nhớ sau cùng là thật sự buông bỏ. Pháp môn giảng sanh Tịnh Độ thật sự là pháp khó tin. Tín tâm chưa sanh, làm sao có thể phát tâm? Hôm qua chúng ta học đến đây, đây là một đoạn mà còn vô cùng quan trọng. Tu Tịnh Độ là hy vọng duy nhất trong đời này, chính là giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu không hiểu rõ đạo lý và phương pháp giảng sanh, đời này không tránh khỏi sống uổng phí. Như cơ duyên này, chúng ta có lý do tin rằng đã từng gặp qua trong vô lượng kiếp quá khứ. Đã từng gặp như thế nào? Quá sơ ý nên đã lơ là, bỏ qua cơ hội này. Trải qua vô lượng kiếp đến nay gặp lại, nếu như đời này bỏ qua, lại phải trải qua vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp chịu khổ trong luân hồi sanh tử.
nói không bao giờ hết. Nếu chúng ta thấu hiểu chân tướng sự thật, không muốn tiếp tục chịu khổ báo trong luân hồi, chúng ta hạ quyết tâm ngay trong đời này, hy vọng thành tựu. Không muốn đợi thêm nữa. Mấy câu này vô cùng quan trọng, nhất định phải phát nguyện thành Phật độ chúng sanh. Phải phát tâm này, tôi chắc chắn phải thành Phật, tôi nhất định phải giúp chúng sanh thoát đau khổ. Đây chính là loại độ chúng sanh. Nếu chúng ta phát nguyện độ sanh, quan trọng nhất là đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho những chúng sanh có nhân duyên, thì trong một đời họ có thể thành tựu. Nhân sinh đau khổ nhưng rất ngắn ngủi, mấy mươi năm thời gian trôi qua như một cái gậy móng tay. Chỉ có đến lúc về già mới có cảnh giác sâu sắc. Tôi đã sống 85 năm, hồi ức chuyện ngày xưa giống như ngày hôm qua vậy. Thật là một gãy móng tay thì hơn 80 năm trôi qua. Con người còn có 80 năm ư? Không thể. Thấu hiểu những sự thật chân tướng này, quý vị sẽ thật sự nắm bắt thời gian, dõng mãnh tinh tấn. Cơ duyên thù thắng này không thể lại để mất đi. Tịnh độ giảng sanh thực tế là pháp khó tin. Khó tin tức là chưa có thể thật sự tin. Vậy làm sao có thể phát tâm? Điều này chứng minh phát tâm không phải là việc dễ. Nhưng chúng ta nhìn thấy rất nhiều ông bà cụ ở nông thôn, vừa khuyên họ niệm Phật, họ liền tin ngay. Nói thế giới Tây Phương tốt, họ thật sự muốn đi, liền phát tâm đi. Khi giảng sanh đoàn tượng hy hữu, Phật Di Đà định tiếp dẫn, họ thật sự đã giảng sanh. Như vậy là sao? Chúng ta phải hiểu, đây không phải ngẫu nhiên. Không phải mỗi ông bà cụ ở nông thôn đều có thể giảng sanh. Cũng là trong ngàn vạn người được một người. Đây là trong quá khứ từng tu học pháp môn này, công phu đều không tệ, khi lâm mạng chung chỉ sai một niệm không được vạn sanh. Một niệm sai lệch này chính là tình chấp khó đoạn, không nỡ từ bỏ gia thân quyến thuộc. Chỉ cần có niệm này khởi lên, Phật A-di-đà đã ra đi, không tiếp dẫn quý vị. Người tu Tịnh Độ phải chú ý đến điều này. Lúc nào buông bỏ? Bình thường rất lãnh đạm, khi lâm chung không sợ hãi. Bình thường tình chấp rất nặng,
khi lâm chung không bảo đảm. Có yêu thương người nhà chăng? Rất yêu. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là thật sự yêu thương. Tạm thời buông bỏ thân tình, đến thế giới Cực Lạc, gia thân quyến thuộc của quý vị, bất luận luân lạc trong đường nào, quý vị đều thấy rất rõ ràng. Khi nào họ được độ, nhân duyên thành thục, thì quý vị đến giúp họ. Được độ nhân duyên thành thục, chân tịnh, chân nguyện và thật sự buông bỏ, chính là ba điều kiện này. Thiếu một trong ba điều kiện này đều không được. Nên nhớ sau cùng là thật sự buông bỏ. Như trong kinh A-di-đà nói, mười phương chư Phật xưng tán Đức Thế Tôn ở trong đời ngũ trược ác thế, Ngài đã vì chúng sanh nói pháp mà tất cả thế gian khó tin theo. Quả thật khó tin. Khó tin có thể tin mới đáng quý. Như vậy mới có thể thành công. Nhất định phải biết, như ở trước Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta, biết được ta bà là khổ. Quý vị thật sự nhận thức rõ ràng. Ở đây ta bà là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhận. Chính là thế gian này quả khổ, nhưng quý vị thật sự có thể nhẫn thọ, chính là ý này. Người thông thường không thể nhẫn thọ, quý vị thật sự có thể nhẫn thọ, gọi là kham nhận. Cực lạc là niềm vui chân thật, không những không có bất cứ điều khổ nào, đến tiếng khổ cũng không nghe đến. Quý vị mời biết thế giới Cực Lạc thanh tịnh biết bao, thanh tịnh trang nghiêm. Phật đối với tán thán của Thế Tôn là vô cùng thù thắng hy hữu. Vì duy có pháp môn này mới có thể độ thoát. Như hiện nay xã hội ngũ trược ác thế này, con người đều tạo ngũ nghịch thập ác, gặp nhân duyên này đều có thể giảng sanh. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Phẩm Độc Lưu Thử Kinh của kinh này trong này có bốn câu kinh văn. Nếu như nghe được kinh này chính là kinh vô lượng thọ. Nếu quý vị có thể nghe được bộ kinh này, tín nhạo thọ trì, nghe rồi liền có thể tin nhận, liền có thể thọ trì, liền có thể hoan hỷ. Nhạo là hoan hỷ, quý vị liền có thể thọ trì. Thọ trì là gì? Quý vị có thể hành trì, y giáo phụng trì. Nan trung chi nan, vô quả thử nan. Ngày nay chúng ta đã gặp được, chúng ta tin, chúng ta hoan hỷ, chúng ta y giáo phụng hành, thật không dễ. Họ nói khó trong các điều khó. Trước đây chưa có khó như vậy, nhưng chúng ta nghĩ hình như không khó, chúng ta rất dễ tiếp nhận. Thật ra không như vậy. Quý vị xem ngày nay trên thế giới gần 70 ước nhân khẩu, mấy người gặp được Phật Pháp? Người gặp được Phật Pháp, mấy người gặp được Đại Thừa? Người gặp được Đại Thừa, mấy người gặp được Tịnh Độ? Người gặp được Tịnh Độ, có mấy người thật sự tin?
đào thải từng lớp, đào thải đến sau cùng, thật không còn được mấy người. Như vậy mới biết, nan trung chi nan, vô quá thử nan, là thật không phải giả. Chúng ta là cái đầu tiên trong những điều khó. Vì sao chúng ta có thể trở thành một trong các điều khó đó? Đó là trong quá khứ chúng ta với Phật A-di-đà và thế giới cực lạc kết nhân duyên rất sâu. Đời này gặp được, vừa gặp như đã quen đã lâu, vô cùng hoan hỷ. Trong quá khứ nhân duyên không thâm sâu như vậy không được. Đây là chúng ta nhìn thấy trong các bạn đồng học, mấy người tin thật, mấy người thực hành. Quý vị nói họ không tin, họ rất tin tưởng. Quý vị nói họ không tin, họ đối với thế gian này còn lưu luyến, nhất định họ không buông bỏ được. Đây chính là khó trong các điều khó. Từ những điều này chúng ta có thể lãnh hội được thiện căn chúng ta thâm hậu hơn họ. Thiện căn đời trước họ không bằng chúng ta, mới có hiện tượng này, chứng tỏ có thể tin tịnh độ. Thật sự là điều khó trong tất cả điều khó của thế gian, là thật không giả chút nào. Nhất thiết thế gian là nói mười pháp giới, nói rộng ra chính là mười phương pháp giới. Mười pháp giới trong vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật, đối với pháp khó tin này mà có thể tin, tức là bậc đại trí tuệ. Đây là trí tuệ chân thật, không phải là tri thức. Phần tử tri thức không nhất định tin, người thật sự có trí tuệ nhất định tin. Người có trí tuệ đời này nhất định được độ. Thế xuất thế gian duy chỉ có điều này, thật sự là đại sự nhân duyên, ngoài ra đều là việc nhỏ. Đạo lý này không thể không biết. Người niệm Phật nhất định sẽ sớm sanh tín nguyện. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Tin sâu nguyện thiết, không thể chậm. Chậm, tương lai sẽ sanh ra chướng ngại, sẽ có phiền phức. Nhanh chóng kiến lập lòng tin kiên định, không thay đổi, quyết định cầu sanh thế giới cực lạc. Ở thế giới này hoàn toàn tùy duyên. Ở một ngày rất tốt, ở một năm cũng tốt, không sao. Từng giờ từng phút đều chuẩn bị giảng sanh. Điều này rất quan trọng. Không nên tôi phải đợi đến ngày nào, đợi đến khi nào, không được. Có ý niệm này chính là tập khí phiền não xen vào, tương lai làm chướng ngại quý vị giảng sanh. Mỗi niệm đều muốn đi, tâm này rất thù thắng, ngày ngày muốn đi. Trong lúc giảng kinh tôi cũng từng khuyên mọi người, mỗi tối quý vị đều đi ngủ, chúng ta vừa nằm xuống giường liền cầu Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Chúng ta ngày ngày cầu ngài, không có tối nào không cầu. Ngày nào thật sự đến tôi đã cầu được, Phật dẫn chúng ta đi.
Như vậy chứng tỏ mọi thứ ở thế gian này đều buông bỏ, không chút phiền nhiễu nào, không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì. Chính là ý niệm này. Người không có trí tuệ, mỗi niệm đều vì mình. Quý vị nghĩ xem vì sao? Mê hoặc nghiêm trọng nhất chính là tự thân. Thế nên Phật Pháp dạy chúng ta tu hành, điều đầu tiên là phá thân kiến. Đây là chướng ngại lớn nhất. Vì thân giả tạo này, đây là cái tôi giả, không phải cái tôi thật, không biết tạo bao nhiêu tội nghiệp. Luân hồi lục đạo, trầm luân tam đồ. Quý vị thử nghĩ xem, điều nào không phải vì thân thể mình? Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Phật nói chỗ chúng ta cần hạ thủ là diễn ly, xả bỏ nó. Thế nên khi ngài niết bàn, tám chữ di ngôn sau cùng, trước lúc ngài nhập diệt, dạy các đệ tử đời sau lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Quý vị không thể trì giới, không thể chịu khổ, tâm Bồ Đề quý vị không sanh khởi được. Tâm Bồ Đề không sanh khởi, giảng sanh sẽ có chướng ngại. Chúng ta muốn thành Phật, nó chướng ngại chúng ta thành Phật. Tôi muốn độ sanh, nó chướng ngại quý vị độ chúng sanh. Tám chữ này quan trọng biết bao. Tám chữ này là mấu chốt có thể thành công hay không trong một đời tu hành của chúng ta. Các bạn đồng học Tịnh Tông, hơn một năm nay nghe tôi giảng kinh, tôi giới thiệu cư sĩ Lưu Tú Dân cho mọi người. Rất nhiều người biết, cũng xem đĩa của bà. Lưu Tú Dân có bản lĩnh gì? Chính là học được hai câu nói này của Đức Thế Tôn: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Thành tựu của bà đều dựa vào điều này: trì giới, chịu khổ. Người này có thiện căn, trước khi chưa học Phật có thể chịu khổ, có thể quên mình vì người. Nhìn thấy người khác khổ, bà ta liền đưa tay giúp đỡ. Gia đình ngày mai có cơm ăn hay không bà không biết. Bà thật sự làm được, không nghĩ đến mình, toàn tâm toàn lực giúp người khó khăn. Đây là cứu khổ cứu nạn.
Sau khi học Phật, chúng tôi nghe bà báo cáo, mỗi ngày bà ăn cơm chỉ một món, mời bạn đến ăn cũng chỉ một món. Cuộc sống rất giống người xuất gia ngày xưa. Không nói hiện tại, đích thực người xuất gia ngày xưa chỉ ăn một món, một nồi thức ăn lớn. Cuộc sống đơn giản, an vui. Vọng niệm rất ít. Cuộc sống đơn giản quá, cái gì cũng không cần nghĩ. Trong này có đạo lý lớn. Nam mô.